con kia. Đi ra ngoài này, hai đứa kia mẹ đang làm, cứ ra đấy. Dạ. Chiều thế thấy ba đi ra đường đấy không biết là bảo gì chỉ cười. Lấn nó. Thấy ba đi đường đấy phải hỏi ba bà đi đâu đấy hay là ấy. Lên tận nơi rồi đi. Ba em mặc một con duyên. Duyên là để xuống. Chó. Hẹ hẹ cái gì?